Trước tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều người dân, nhất là ở các đô thị lớn, đang nghĩ ra mọi cách để tự trồng rau nhằm phục vụ nhu cầu các bữa ăn trong gia đình. Họ tận dụng tất cả các mảnh đất trống xung quanh nhà, ban công, vỉa hè, chân cầu để trồng rau. Tuy nhiên, liệu việc trồng rau tự cung cấp như vậy có an toàn hay không lại là một vấn đề cần phải bàn. Rau trồng trên đường có an toàn? Đi trên đường bưởi, bạn sẽ bắt gặp nhiều khoảnh vườn nhỏ tự phát của người dân để trồng rau. Hiện nay, nhiều người vẫn thường mang cả bao tải ra những bãi đất trống lấy đất về trồng rau hoặc trồng ngay tại những bãi đất trống đó. Nếu là các khu vực vỉa hè, đường giao thông, thực tế, rau vẫn lên tốt như bình thường. Nếu được chăm sóc, nhưng ít ai biết được những loại đất đó là đất tạp, không được kiểm soát. Nên trong đất có chứa một số chất độc hại. Rau được trồng trên các loại đất tạp có thể nhiễm chất độc do tích tụ từ đất gây ra, những nguy hại đến sức khỏe của con người. Cái khái niệm rau sạch, tức là rau an toàn ấy, thì nó phải đạt được các tiêu chí sau. Thứ nhất là đúng là nó không có chứa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nói chung. Cái thứ hai là nó không chứa các kim loại độc hại, dư lượng nó quá cái ngưỡng tiêu chuẩn. Và cái thứ ba là nó phải đủ các chất dinh dưỡng. Và thứ tư nữa là nó không chứa các yếu tố tác hại, ví dụ như vi sinh vật gây bệnh, ví dụ như mầm bệnh, ký sinh trùng. Thì đấy là bốn cái yếu tố cơ bản nhất. Có thể nói một cái phương thức gọi là rau tự trồng nó bùng phát mạnh mẽ ở nước ta. Có thể nói như thế, nó thành những cái phong trào và hiện nay nó lên rất mạnh. Vì sao? Bởi vì đấy là một cái hiện tượng phải thích ứng với cái tình trạng ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật trong rau quả. Mà đấy là thể hiện cái sự quản lý của các ngành và chúng ta yếu kém. Cho nên để người dân tự phát phải sinh ra các hình thức tự sản xuất tăng gia trồng rau. Cho nên có thể bung ra rất nhiều hình thức. Thế thì ta không thể đánh giá đổ đồng được. Thế nếu người dân người ta sử dụng những cái hình thức tự trồng mà theo đúng kỹ thuật, ví dụ tôi nói như là rau dùng thủy canh thật ấy, thì lại rất tốt, đảm bảo an toàn. Thế nhưng nếu họ lại tự trồng, họ lại thổ canh. Đấy, nhưng nếu thổ canh lại theo quy trình an toàn Việt Gáp thì lại rất tốt, thì đảm bảo. Đấy, ví dụ như này, các hợp tác xã trồng rau an toàn, một số gia đình họ tự trồng ở những cái mảnh vườn, nhưng phải chọn đất, chọn phân bón, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, thế rồi sử dụng nước tưới, đấy, sử dụng hạt giống, thì theo đúng tiêu chuẩn thì nó sẽ an toàn. Thế nhưng cái sợ nhất là vấn đề hiện nay là họ dùng tùy tiện. Đấy. Ví dụ họ tranh thủ cũng gọi là trồng trong hộp xốp, hoặc là trồng những thổ canh, ví dụ tận dụng những mảnh đất ở góc phố, ở góc đường, ở trên đường đi, ở gần các nhà máy ô nhiễm, gần các cơ sở chế biến của bệnh viện, của trường học, của các công xưởng, thì cái đó không an toàn. Bởi vì họ sẽ bị ô nhiễm ngay từ trong đất. Mà đất bị ô nhiễm kim loại nặng thì thực khắc rau sẽ bị ô nhiễm kim loại nặng. Cái thứ hai là họ dùng cái nước tưới lại nước bẩn, nước không an toàn thì rau sẽ không an toàn. Cái thứ ba là trồng rau đúng là họ không dùng hóa chất bảo vệ thực vật. Đấy. Nhưng là sẽ bị những cái yếu tố độc hại từ môi trường nó xâm nhập vào trong cái môi trường. Đấy. Để trồng, ví dụ như nếu mặc dù trồng xốp mà họ lại dùng nước không an toàn. Đấy. Thì nó sẽ bị xâm nhiễm vào cây rau qua cái chuyện nước tưới. Đấy. Mà nước tưới ở đây ta lại phải chia ra hai loại. Nước tưới bị ô nhiễm, ví dụ như nước thải thì ta biết rồi, thải tất cả các loại là rất nguy hiểm. Nhưng nếu mà nhiều người dân người ta lo sợ quá mà người ta tâm sự, người ta bảo chúng tôi hoàn toàn dùng nước máy hoặc là dùng thậm chí là nước lọc để tưới những cái chậu rau để cho gia đình chúng tôi ăn, thì lại rất là yên tâm về tâm lý. Nhưng sự thực ra là nếu cái canh tác như thế thì nó trong cây rau của chúng ta sẽ bị thiếu cái chất khoáng. Đấy, là không tốt, mà chất khoáng là cái rất cần thiết cho cơ thể. Cho nên ngay cái việc trồng rau thủy canh mà theo đúng kỹ thuật ấy, thì ta có thể đảm bảo đầy đủ chất khoáng, đầy đủ vitamin đấy, cho cơ thể. Thế thì đấy, tùy theo loại mà ta có thể kết luận là loại nào an toàn và không an toàn.
Còn đây là luống rau do người dân tự trồng bên bờ sông Tô Lịch ở khu Định Công. Một bên là sông Tô Lịch đen ngòm, hôi thối, nhưng luống rau vẫn lên xanh tốt. Tuy nhiên, do trồng ven đường nên những lá rau bám đầy bụi nên có màu hơi hanh vàng. Rau tự trồng hoàn toàn có thể là loại rau an toàn nếu chúng ta đảm bảo tốt mọi khâu từ hạt giống, đất trồng, nước tưới, môi trường sống. Nếu rau được trồng ở những chỗ đất bẩn, không được tầm soát thì nguy cơ nhiễm bẩn là rất lớn, nhất là rau được trồng ở vỉa hè giải phân cách. Nếu tưới rau bằng nguồn nước nhiễm bẩn, ô nhiễm có thể mang theo các chất như lưu huỳnh, chì, thủy ngân qua rễ lên thân rau sau khi tưới. Ngoài ra, nguồn nước bẩn còn là môi trường thuận lợi để các loại trứng giun, sán phát triển và ký sinh trong rau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì các vi sinh vật giun sán có thể bị tiêu diệt khi chúng ta đun nấu rau. Do đó, đây không phải là vấn đề đáng lo ngại. Điều chú ý hơn cả là việc nguồn đất không an toàn. Ta phải thống nhất với nhau một điều là những cái khu vực không phải là khu vực để trồng rau. Ta phải dứt khoát một điều là tất cả những cây trồng nó có những cái khu vực, những cái điều kiện phù hợp. Cái điều kiện như chị nói là không phải là khu vực để trồng rau. Có thể bụi thì chúng ta rửa đi một cách khá dễ dàng. Nhưng tuy nhiên thì vấn đề kim loại nặng hoặc một số những cái gì đấy mà cái chất đấy thì có thể là trong quá trình rửa bình thường khó có thể đảm bảo được rằng nó đã được sạch hay chưa. Chưa cần kiểm tra tôi cũng có thể nói rằng là nó cũng vượt ngưỡng không cho phép sản xuất. Việc tranh thủ tự trồng rau ở ven đường, nơi có nhiều phương tiện giao thông sẽ khiến cho người ăn đối mặt với hai vấn đề. Thứ nhất, rau sẽ bị nhiễm độc bởi các lớp bụi khói khí tải như xăng, chì, nhớt từ các loại xe cộ mà mắt thường không thể đánh giá được. Thứ hai, canh tác trên mảnh đất công cộng chắc chắn sẽ có các loại rác thải, chất thải từ người qua đường. Điều đó có nghĩa rau tự trồng có thể chứa rất nhiều vi sinh vật và kim loại nặng. Còn chị Kim Anh ở phố Thúy Lĩnh thì lại không yên tâm khi mua rau ngoài chợ, nên chị đã quyết định trồng rau trong thùng xốp. Nhờ những thùng xốp đặt trên sân thượng mà chị không cần mua rau ngoài chợ. Sau một đợt thu hoạch, rau đã vợi bớt. Và chị đang trồng đợt mới. Mùa nào thức ấy, giai đoạn này, chị đang trồng rau muống và rau mùng tơi. Vì mình thấy là thực ra là bây giờ ấy, rau sạch thì nó rất là hiếm. Hơn nữa thì rau mua ở ngoài chợ thì nó không đảm bảo. Cho nên là mình muốn là tự tay trồng và muốn biết là khi mà mình trồng ấy thì mình có thể đảm bảo được cái chất lượng của rau hơn là sau việc là mua ngoài chợ hay ngoài siêu thị. Trồng bằng chậu này thì tất cả những cái nguồn gốc rau là mình mua bằng hạt. Và hạt này thì là mua từ những công ty sản xuất và có đảm bảo cả. Cho nên là mình yên tâm về nguồn gốc. Mình thực hiện việc trộn giữa đất giá thể với cả đất thịt bình thường. Thì mình trộn với một cái chậu là tỷ lệ là 1:1. Sau đó thì mình có thể ủ thêm chấu để cho giữ cái độ thoáng ở đất thì trồng nó rất là tốt. Mình có cái đất giá thể thì trong đấy cũng đã có rất là nhiều hàm lượng chất tốt rồi. Thêm nữa thì mình có thể thêm bón thêm bằng cái phân xanh bằng cách là mình lấy cái cuống rau bình thường mình ăn ấy thì mình đổ ra ủ trong chậu sau một thời gian thì mình sẽ tưới vào. Hoặc là thêm nữa mình có thể tưới bằng đạm thì cái hàm lượng đạm nó rất là ít thôi, thỉnh thoảng mình chỉ tưới nước. Rau sạch thì trước hết là mình phải có cái nguồn gốc giống nó phải đảm bảo. Thứ hai nữa là cái nguồn đất, thứ ba nữa là cái nguồn nước. Thì trong cái quá trình nhà mình trồng ấy thì tất cả những cái mình đều kiểm soát được. Mình nghĩ là rau nhà mình trồng có một phần nó sạch hơn so với bên ngoài. Vậy rau tự trồng trong thùng xốp có thực sự an tâm? Rau là một thực phẩm thiết yếu không thể thiếu trong tiêu dùng hàng ngày và có ảnh hưởng trực tiếp đối với sức khỏe của con người về trước mắt cũng như lâu dài. Do lo ngại về các loại rau được bày bán trên thị trường bị ô nhiễm thuốc trừ sâu, bệnh và bị nhiễm độc do các nguyên nhân khác như rau được trồng ở những vùng nước ô nhiễm, rau được rửa hoặc làm tươi bằng nước cống rãnh, hóa chất độc hại, nên nhiều gia đình đã tự trồng rau vào hộp xốp và coi rau tự trồng tại gia đình là rau an toàn hay còn gọi là rau sạch. Nhưng thực tế những loại rau tự trồng này
có phải là rau an toàn hay không. Theo các chuyên gia, thì việc tự trồng rau trong thùng xốp cũng có những rủi ro nhất định. Không phải những thùng rau được trồng tại nhà cứ lớn lên là đã đảm bảo an toàn và chất lượng về mặt dinh dưỡng. Theo các chuyên gia về cây trồng, có 5 yếu tố ảnh hưởng tới việc sinh trưởng cũng như chất lượng an toàn, chất lượng dinh dưỡng của rau khi trồng như đất, phân, nước, ánh nắng và hạt giống. Vì khi tự trồng thì đất chỉ bó hẹp trong thùng xốp, nên việc chúng ta chăm bón không đúng cách, bón phân quá nhiều hay quá ít đều ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của rau. Ngoài ra, việc chọn giống rau cũng rất quan trọng. Trên thực tế, nếu hạt giống đó là loại trôi nổi trên thị trường, thì nguy cơ gây độc hại là rất cao vì có thể đã bị xử lý qua hóa chất mà bằng mắt thường chúng ta không thể nào nhìn thấy được. Hạt giống nói chung có quy trình bảo quản rất nghiêm ngặt, phải để trong kho lạnh hoặc nhiệt độ thấp mới bảo quản được lâu. Nếu đưa ra thị trường, muốn đảm bảo các điều kiện về phát triển chống mối mọt thì buộc phải dùng chất bảo quản. Nếu không xử lý, sẽ có một số nấm bệnh lây truyền qua hạt giống. Chất lượng hạt giống lúc ấy sẽ không được đảm bảo. Nói chung họ dùng như thế thì trên cơ bản là rất nhiều nguy cơ, không an toàn. Đấy, bởi vì họ bón phân như thế, họ không theo một cái hàm lượng nhất định. Hai là không chọn theo cái loại nào. Ví dụ có loại rau thì phải cần cái phân này, loại rau cần cái phân kia. Cho nên cuối cùng dư lượng thừa quá cũng nguy hiểm. Tôi nói ví dụ anh bón nhiều phân đạm hoặc phân lân quá, thì trong rau sẽ rất nhiều dư lượng nitrat. Mà dư lượng nitrat cũng không tốt cho sức khỏe. Và thậm chí còn nhiều nguy cơ ảnh hưởng bị ngộ độc. Thế hoặc là họ bón những cái phân mà không phải là phân chính hãng, nó chứa nhiều các tạp chất độc, các kim loại nặng. Đấy, thì đấy cũng là cái cơ hội gây ra ô nhiễm vào trong rau, làm cho dư lượng các kim loại nặng nó tăng lên. Cho nên người tiêu dùng cũng rất là ảnh hưởng. Thế và tôi nói ví dụ như anh dùng trong cái tự phát như thế, trồng nhất là đấy là có thổ canh, là nói tôi cho trồng trên đất ấy, thì cái yếu tố rất nguy hiểm hiện nay là cái đất trồng và nước tưới đấy, là không đảm bảo. Hai nữa là dùng cái phân bón, là phân bón tùm lum. Thế nếu mà phân bón như kiểu nhà quê chúng ta, hàng truyền thống hàng nghìn năm, là người ta ủ cho nó hoai ra đấy, trở thành phân con trùn run ấy, phân mùn nó trở thành mùn rồi, và ngửi mùi nó có màu đen ánh, nó không có một cái mùi gì hôi cả, thì lại rất an toàn, bởi vì trứng run mà mầm bệnh là bị tiêu diệt hết, không còn mùi hôi. Đấy. Thế nhưng mà hiện nay họ lại dùng một cách tạp pí lù. Đấy, có thể họ đi mua nhưng cái người bán cái phân đó cũng không an toàn. Đấy, cho nên nói chung phải có bàn tay kiểm soát của các cơ quan quản lý chuyên ngành thì chúng ta mới có nước sạch, nước an toàn để tưới rau, mới có đất an toàn để trồng rau, tự trồng. Thế và phải có hạt giống an toàn. Bởi vì cái hạt giống không an toàn nó sẽ gây ra mầm bệnh. Thế và nếu cần phải phun thì tôi nghĩ vẫn cứ phun. Thế nếu không thì thế giới này người ta sản xuất ra thuốc trừ sâu làm cái gì? Đấy, mà cũng không phải là thuốc trừ sâu nào cũng gây ra độc hại, đúng không? Nếu anh thực hiện bốn đúng của cái ngành nông nghiệp hướng dẫn, sử dụng đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời gian và đảm bảo thời gian cách ly, thì hết cái thời gian 14 ngày cách ly đó, ví dụ như thế, thì tự nhiên thuốc nó bị phân rã hết, chứ không phải nó tồn lưu. Cho nên anh dùng cái gì để 14 ngày sau nó phân hủy hết ở trong cây rau, chứ không nó tạo thành cái dư lượng thì lại rất độc. Cho nên theo tôi nghĩ là mình vẫn có thể dùng hóa chất bảo vệ thực vật, nhưng là phải dùng bốn đúng đấy, theo quy định của ngành nông nghiệp thì sẽ không gây ra nguy hiểm đối với sức khỏe. Cũng theo các chuyên gia, không chỉ các vật liệu để trồng mà ngay cả khi chăm sóc cho cây ăn gì cũng là điều rất quan trọng. Cây trồng cũng như con người, nếu cứ nạp dinh dưỡng tùy tiện sẽ không phát huy được hiệu quả sử dụng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt là ngay cả phân bón hữu cơ cũng được làm từ đậu tương, ốc biêu vàng, vốn được cho là an toàn, cũng có thể khiến rau mất an toàn. Những cái loại phân như thế thì tôi nghĩ là rất là nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Bởi vì họ không làm đúng cái kỹ thuật ủ theo phân truyền thống. Truyền thống bây giờ ta biết là ta ủ phân ấy, thì phải có hai phương pháp chính. Phương pháp hiếu khí và phương pháp kỵ khí. Cái mà phương pháp ủ phân hữu cơ, ví dụ nó lấy từ phân chuồng hoặc là từ rác, từ chất mùn, ủ phải thật kín.
đấy, để không có oxy ở trong đó. Đấy. Thiếu oxy cho nên tất cả các mầm bệnh, các ký trùng sẽ bị tiêu diệt trong một thời gian khi nhiệt độ nó lên cao. Đấy. Thế thì và khi đến đủ thời gian, ví dụ như phân chuồng người ta ủ như thế 3 tháng. Đấy, như các cụ nhà quê trước đây chúng tôi đi vùng quê nghiên cứu, họ chát mấy lần bùn kín. Đấy. Thì là nó tạo ra môi trường yếm khí, cho nên đến khi gọi là ủ hoai rồi bỏ ra phân nó rất tơi. Đấy. Thì là sẽ đỡ nguy hiểm đối với sức khỏe. Thế còn nếu mà ủ tùm lum như thế cũng gọi là ủ phân hữu cơ, thế nhưng mà lại rất nguy hiểm, mỏ ra có mùi là chắc chắn là nguy hiểm rồi. Đấy, mà dùng tắp bí lù như thế thì nó sẽ chứa rất nhiều các yếu tố độc hại, từ kim loại nặng cho đến các ký trùng, thậm chí có những nha bào. Đấy, nó tồn tại ở trong đó tới hàng năm, hàng mấy năm không bị tiêu diệt, thì rất nguy hiểm cho sức khỏe. Còn bà Nguyễn Thị Tân ở khu tập thể Ga Yên Viên, phố Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội, cũng chọn cách tự trồng rau để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sau khi bị một số lần Tào Tháo đuổi do ăn rau ngoài chợ. Không chỉ riêng bà, mà một số hộ gia đình khác cũng chọn thuê ruộng để trồng rau, cung cấp cho cả nhà. Tôi đi mua rau ấy thì cũng mua nhiều, thế nhưng mà cũng có những lần ăn rau bị ngộ độc. Ví dụ như mua đỗ, cái quả đỗ ấy, là về là xào ăn là bị đau bụng đi ngoài. Cho nên là sau đó thì vài lần mà đi mua nước ăn nó cứ không ngon mà cứ nghĩ đến là lại sợ. Thế cho nên là tôi quyết định, mà bạn tôi thì có rất là nhiều ruộng bỏ hoang. Thế thì bà ấy bảo là bà có trồng, mà lúc lên nhìn cái đống này thì không ai muốn trồng đâu. Vì cỏ nó tốt ngập lên mà nó ra hoa rồi, làm mấy vụ thì nó mới hết được. Cho nên là bây giờ thì nhà tôi đủ rau ăn rồi, lại còn cho bạn bè, đôi khi tôi còn được bán. Thế nên tôi rất là phấn khởi và thích làm lắm. Nhiều khi con nó bảo là thôi mẹ ơi, con thấy mẹ lúc nào về cũng ướt áo thế này, hay là giả ruộng. Thế mà không, mãi mới được ruộng, bây giờ lại giả nào được một khối, người xin người ta không dám cho. Bởi vì xin có làm được đến nơi đến chốn thì người ta mới cho ruộng. Chứ không phải làm xong lại bỏ hoang thì người ta cũng không cho đâu. Do có diện tích nên bà Tân và các hộ trồng khá phong phú các loại rau ăn. Đặc điểm của các hộ gia đình là không hề phun thuốc trừ sâu và bón cây bằng phân xanh được ủ từ những lá rau thừa. Tuy nhiên, liệu loại phân này có đảm bảo hay không cũng là một điều cần đáng bàn. Tôi nghĩ là theo tôi hiểu thì rau sạch, tức là rau mình làm đúng kỹ thuật là đầu tiên là nó nhanh lên. Thế nhưng mà mình muốn nó sạch thì mình phải dùng nước bơm, nước sạch là một. Hai là mình phun thuốc, nếu như cần thiết thì mình phải phun thuốc đủ thời hạn để được lấy rau thì mình mới được lấy. Chứ không phải phun xong là lấy vội lấy vàng để đi bán là không được. Thế nhưng mà tôi trồng rau ở đây thì tôi chưa bao giờ phun thuốc, mà tôi cũng chưa bao giờ rau của tôi bị làm sao cả. Vẫn tốt, vẫn xanh như mọi người, mà tôi tưới thì chủ yếu vẫn là phân xanh. Tôi ngâm vào thùng xong là nó đủ, nó thối ra thì tôi tưới. Nhưng trong cái tưới đấy sau để phải tưới nước sạch cho nó sạch đi. Thì là nó lên vài hôm thì mình mới hái. Cho nên là như thế là sạch. Tôi thì không, mình không nắm chắc được mùa vụ, nhưng mà nhân dân người ta làm thì hỏi người ta. Thì là cứ hỏi đến đâu thì làm đến đấy, thì người ta làm là mình cũng làm. Nhưng mà như cà chua là mình trồng trước họ rồi đấy. Năm ngoái là lúc mà cô được thu hoạch là 25.000 một cân. Thế nhưng mà lúc người ta trồng đại trà thì người ta được có 10.000 một cân thôi. Thế là mình ăn như thế là mình được khối rồi. Thế là tôi thấy thế, năm nay tôi lại trồng sớm. Người ta chưa trồng đâu, nhà tôi nó đã sắp sửa lên giàn rồi. Còn giống rau, các hộ gia đình cứ xin lẫn nhau. Mùa nào thức nấy, rau của bà Tân lên xanh tốt. Với khoảnh ruộng này, bà Tân cung cấp cho tất cả các con mà vẫn dư thừa. Dùng không hết, bà còn có thể đem bán. Từ khi tự trồng rau ăn, bà cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi trồng tôi thấy rau của tôi chả có ảnh hưởng gì, nó chả làm sao cả. Thì mình có ít mà, nên mình tưới được phân xanh rồi là mình lại cho phân lân, phân các cái loại phân mình mua đấy cho thêm vào thì mình thấy của mình không kém của họ. Theo tôi á, bây giờ cái hội nông dân hay là các thành các câu lạc bộ
và đặc biệt phải có một cái sự chỉ đạo hướng dẫn các tài liệu chính thống của ngành nông nghiệp đấy, để làm thế nào cập nhật đến từng người có kiến thức đấy, về sinh học, kiến thức về trồng trọt, về hiểu về sinh lý của cây trồng, tìm hiểu có những cái sổ tay hoặc cái hướng dẫn các câu lạc bộ. Ví dụ tôi chỉ học 3 ngày là tôi biết cách trồng rau tự trồng an toàn đấy. Thế thì chắc là ai sẽ thu hút được rất nhiều người. Thế thì những yếu tố để đảm bảo trồng rau tự trồng được an toàn ấy, một là anh phải có kiến thức, có kỹ năng, chứ không phải anh không hiểu gì anh trồng thì nó không thể đảm bảo được. Tôi nói ví dụ như anh tưới như thế nào, sử dụng phân như thế nào, anh mua nó ở đâu, hiểu không? Có an toàn hay không, biết xem nhãn mác của cái phân bón hữu cơ là thế nào, hạt giống là ra làm sao. Thế thì đấy, hai nữa là ta trồng rau tự trồng như thế thì lại phải, cái thứ hai nữa phải có kiến thức về các loại canh tác trồng rau. Đấy, như tôi nói không phải chỉ có một kiểu, đúng không? Ví dụ như thế nào là thổ, đấy, trồng rau trên đất, hiểu không? Thế là trồng rau không cần đất, tức là thủy canh. Thủy canh lại có rất nhiều loại, thủy canh tĩnh, thủy canh động, đấy, thủy canh theo bức, rồi thủy canh vân vân. Đấy, thì nó lại là mỗi cái có một đòi hỏi một kỹ thuật cao. Đấy, thậm chí hiện nay nhờ có thủy canh mà người ta, ví dụ ở Israel người ta trồng trên sa mạc. Đấy, và nước ta đã du nhập rất nhiều cái mô hình của Israel về để trồng rau đảm bảo. Đất khô cằn vẫn trồng được, trên gác dẫn được. Thậm chí người ta đang nghiên cứu trên sao hỏa vẫn trồng được rau xanh. Đấy, đưa lên mặt trăng vẫn trồng được. Người ta sẽ điều tiết nhiệt độ, điều tiết ánh sáng, điều tiết độ ẩm, điều tiết các chất dinh dưỡng. Chỉ có tốn kém về mặt kỹ thuật thôi. Những loại rau tự trồng tuy không có dư lượng thuốc trừ sâu, bệnh do gia đình không dám phun, nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm do rau bị ô nhiễm kim loại nặng, ô nhiễm đạm nitrat và các ký sinh trùng gây bệnh. Do lo ngại tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, nhiều người thích ăn rau sâu vì cho rằng đây mới là rau sạch. Tuy nhiên, quan điểm này cũng hoàn toàn sai lầm. Chính vì điều này mà nhiều cửa hàng đã đánh vào tâm lý của người tiêu dùng, thích ăn rau bị sâu ăn sẽ chứng tỏ được độ sạch. Ngoài những cửa hàng đã có giấy chứng nhận, giấy kiểm định chất lượng, thì bên cạnh đó vẫn có nhiều cửa hàng tận dụng yếu điểm này của người tiêu dùng để trục lợi. Những yếu tố rất cơ bản để đảm bảo được, một là phải chọn đất an toàn. Đất ở đó, nếu như anh trồng là thổ canh, thì anh phải chọn đất an toàn. Ví dụ đất ở cái góc phố kia có an toàn hay không, có bụi, hơi khói rơi xuống sông, ô tô, xe máy qua lại có phụt khói để tả xuống đấy hay không, thì cái đấy là rất quan trọng. Thế nếu mà ta dùng thủy canh thì ta phải xem cái giá thể đấy, là có an toàn hay không. Đấy, ví chọn sơ dừa hay là chọn đất núi lửa hay là chạm đất granite vân vân. Đấy, phải xem có an toàn hay không và chất dinh dưỡng. Đấy, thì tùy theo đó là phải xem cái gốc gác của vấn đề. Thế thì đấy là yếu tố thứ nhất là phải xem đất có an toàn hay không. Cái thứ hai là yếu tố về nước tưới. Đấy, cái này rất quan trọng. Đấy, ví dụ như nước anh định là gọi thổ canh, tôi muốn làm độ 4m² tận dụng ở ven sông chẳng hạn, thì phải xem lấy nước tưới ở đâu. Thế nếu mà tôi lấy cái nước sông đó, cái đấy đó có ô nhiễm hay không, đấy, có phải nước thải của thành phố hay không, hay là tôi phải đào một cái giếng để tôi lấy nước tôi tưới, bơm lên tưới. Đấy. Thế thì nếu không là không an toàn. Thế còn đối với thủy canh là không cần dùng đất ấy, thì xem các nước để tưới vào cái cây đó có an toàn hay không, chất dinh dưỡng pha có đúng hay không. Tôi nói thủy canh tuy là rất tốt, an toàn nhưng cũng chứa được cái nguy cơ. Đấy. Ví dụ cái chất dinh dưỡng không đều thì làm cho cây cũng không phát triển, mà thậm chí còn nguy hiểm. Đấy. Dư lượng quá cũng nguy hiểm, và thường là dư lượng là nitrat, cho nên nó sẽ làm tăng cái nguy cơ ung thư ở trong cộng đồng lên. Đấy, nếu nitrat nhiều. Đấy, thế thì đấy là cái yếu tố thứ hai là yếu tố về nước tưới. Yếu tố thứ ba là về phân bón. Đấy, để xem người ta đưa cái phân gì có an toàn hay không, phân hữu cơ hay là phân hiện nay có thể dùng phân hóa học. Nếu phân hóa học tôi nghĩ là cũng dùng là thích hợp nếu anh dùng đúng. Đấy, dùng vào giai đoạn nào, dùng cho cây nào. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy là trong rau ăn của chúng ta có loại trồng ở dưới nước, ví dụ rau cần, đúng không? Rau muống, có loại trồng ở trên cạn, chứ không phải cứ áp dụng chung cho tất cả, mỗi cái nó có khác nhau. Thế thì đấy là anh sẽ phải xem phân bón và nước tưới đất. Thế và vấn đề nữa là kỹ thuật phòng chống sâu bệnh cũng rất quan trọng.
Đấy, ví dụ như nếu anh cần dùng thuốc thì tôi nghĩ là mình cứ dùng, phải dùng đúng hướng dẫn của ngành nông nghiệp thì cũng sẽ an toàn, không có vấn đề gì cả. Còn ta dùng tùm lum, dùng những thuốc mà có dư lượng nhiều, dùng thuốc gây nguy hiểm thì không nên dùng. Thế thì đấy, về mặt trồng rau tự trồng thì tôi nghĩ đấy là một biện pháp thích ứng để chứng tỏ cái ngành quản lý rau an toàn của chúng ta quá kém. Đấy, cho nên dân mới sợ, cho nên phải tự đi trồng, tự thích nghi. Đấy, cũng như nếu bây giờ mà chúng ta không làm tốt cái ngành khám chữa bệnh thì dân lại cứ đi chữa bệnh ông tư, chữa bệnh tư nhân, đúng không? Cho nên nó lại xảy ra nhiều hậu quả. Ví dụ những cái vụ thẩm mỹ tư nhân chẳng hạn, cũng gây chết người. Thế rồi là cái vấn đề tiêm chủng tư nhân, khám chữa bệnh tư nhân, nếu không quản lý cẩn thận vì lợi nhuận thì cũng gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Thì cái việc trồng rau tự trồng cũng là như vậy, để thích nghi với cái môi trường. Đấy là cái quy luật tôi cho là tất nhiên thôi. Các chuyên gia khuyên người dân không nên trồng rau trực tiếp trên nền đất phía trước cửa nhà, gần đường đi, gần kênh mương ô nhiễm, bãi rác, cống rãnh thoát nước. Tốt nhất khi trồng ở nhà, chỉ nên trồng trên sân thượng, ban công. Trên sân có nền gạch sạch sẽ, khô thoáng, đủ sáng và trồng trong khay, chậu. Đối với những nhà không có sân thượng, vườn thiếu ánh sáng thì có thể trồng rau mầm hay rau non. Ở những vùng ô nhiễm không khí hay các vùng lân cận các khu nhà máy, xí nghiệp, khu chăn nuôi thì cũng không nên trồng rau. Vì khi trồng rau sẽ dễ hấp thụ các khí ô nhiễm và hút các chất kim loại nặng hay dễ nhiễm giun, sán và các bệnh truyền nhiễm. Rau an toàn có thể hiểu theo một cách ngắn gọn nhất là loại rau khi ăn vào không gây hại cho sức khỏe. Còn theo cách giải thích của khoa học, rau an toàn là các loại rau có hàm lượng hóa chất và vi sinh vật gây hại cho con người tồn tại ở trong rau ở ngưỡng cho phép và khi sử dụng không gây ra tác động xấu cho cơ thể. Suy rộng ra, một sản phẩm rau được công nhận là rau an toàn khi các yếu tố như nguồn đất, nguồn nước, nguồn vi sinh vật và hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật được kiểm soát, sao cho các tác nhân gây tổn hại cho cơ thể luôn nằm ở ngưỡng cho phép. Về nỗi lo thường trực của người tiêu dùng liên quan đến dư lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật còn tồn dư trên các sản phẩm của rau, thì người tiêu dùng cần ghi nhớ rằng đối với các loại rau có phun thuốc hóa học, nếu được sử dụng ở liều lượng cho phép, cộng với việc đảm bảo được thời gian cách ly, từ thời gian phun thuốc cho đến khi thu hoạch đúng quy định, thì chúng ta hoàn toàn có thể an tâm sử dụng. Ngược lại, với các loại rau các gia đình tự trồng tại nhà, nếu các bạn không đảm bảo độ sạch của nguồn đất, nguồn nước hay các loại phân bón hữu cơ mà mình đang sử dụng để trồng rau, thì cũng đừng vội khẳng định rằng sản phẩm rau đó là an toàn 100%. Một số lưu ý khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau. Nên phải mua thuốc trong danh mục được phép sử dụng trên cây trồng, phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng nồng độ, đúng liều lượng, đúng đối tượng cây trồng, tuân thủ thời gian cách ly theo thông tin ghi trên vỏ bao bì thuốc. Phải có tủ hoặc khu vực bảo quản thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn. Phải cắm biển cảnh báo tại khu vực mới phun thuốc bảo vệ thực vật. Phải ghi chép nhật ký sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Một số lưu ý trong khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau. Không nên. Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng, không sử dụng nước bẩn như các mương rãnh, ao hồ để pha thuốc. Không vứt bỏ bao bì bừa bãi trên đồng ruộng. Không hút thuốc, ăn uống khạc nhổ trước và sau khi phun thuốc.